21:30 Chủ nhật, đêm Sài Gòn, phòng trà của mọi nhà sẽ mang đến cho quý khán giả một không gian âm nhạc đầy hoài niệm với những bản tình ca vượt thời gian, chạm sâu đến tâm hồn, được thể hiện bởi các giọng hát trữ tình hàng đầu thông qua những chủ đề tinh tế, ý nghĩa và giàu cảm xúc. Đêm Sài Gòn, phòng trà của mọi nhà, trực tiếp từ phòng trà Đồng Dao vào 21:30 Chủ nhật mỗi tuần, duy nhất trên kênh Let's Việt.